Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn chủ đề thú vị Thông qua những trò bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là ngày thứ hai, Ngày 11 tháng 12 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào? Và đây là những cho bài chung mê nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Và hôm nay mình có ba lớp bài tượng trưng cho ba tụ bài Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3 Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1 Hai xin chào các bạn tuần 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tuần 1 để xem coi. Ngày thứ hai ngày 11 tới tháng 12 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào. Và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người, mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Ở đây mình thấy các bạn tụi một là những người rất là sáng tạo ha, và bạn cũng là một người rất là quyết đoán và dứt khoát đó một số bạn thì có thể các bạn đang gọi là cầu nguyện ha, về vấn đề tài chính cho mọi thứ nó được sung sẻ hoặc là có nhiều cơ hội gia tăng tiền bạc ở đây và mình thấy các bạn là những người cũng có sự tập trung hiện tại thì có thể các bạn đang cố gắng tiết kiệm tiền bạc không có dám tiêu xài nhiều và mình thấy các bạn muốn có nhiều cơ hội phát triển nhưng mà các bạn cứ kìm hãm bản thân thì rất khó để có thể gọi là um, thay đổi được Ừ, các bạn được khuyến khích hãy có sự gọi là buông bỏ sự kiểm soát hoặc là tránh kiềm hãm bản thân quá mức ha à, mình thấy có thể sắp tới các bạn sẽ nắm được mỗi cơ hội nào đó thì cứ gọi là thỏ chí tung bay cái sự gọi là độc đáo của các bạn à, và hãy tự tin ha một số bạn các bạn um, sắp có những cái sự gọi là chuyển đổi sự thay đổi rất là lớn cho nên là bạn cần phải um, tập trung vào cái niềm tin của mình và cố gắng hành động thiết thực À, chuẩn bị cho những cái bước phát triển và những cái sự gọi là thăng tiến mới trong cuộc sống đặc biệt là có thể các bạn cũng đang thu hút những cái cơ hội tiền tài khi mà các bạn đã biết nhìn về phía trước và có sự gọi là thực tế hơn tỉ mỉ hơn và cố gắng hơn ở đây trong ngày hôm nay thì mình thấy có thể một số bạn các bạn sẽ khó ngủ ha một số bạn thì hơi bị thức khuya hoặc là có những cái điều gì đó mà khiến như bạn cảm thấy trăn trở ừ. một vài bạn có thể là bạn sẽ muốn ở một mình nhiều hơn để bạn có thể đi sâu vào bên trong tìm kiếm câu trả lời tìm kiếm giải pháp hoặc bạn có những cái điều gì đó mà chưa hiểu chưa rõ các bạn rất là muốn à, có được cái sự gọi là um, thấu hiểu hoặc là có sự rõ ràng ở đây À, một số bạn có thể các bạn sẽ có sự kết nối với người yêu hoặc là có thể các bạn cũng khá là được nhiều người yêu thích được nhiều người quan tâm và ra thì mình thấy có thêm một vài bạn các bạn có sự gọi là uh, phát triển một cái tình cảm gì đó lên mức tình yêu ha chẳng hạn thấy có một vài bạn có thể là bạn cũng uh, có được cái sự gọi là đủ đầy dư giả gì đó trong ngày này có thể các bạn sẽ có sự gọi là đi ăn uống hoặc là có sự uh, thu về trong cuộc sống của mình những cái giá trị vật chất Ừ, một vài bạn thì có thể là ăn tiệc với gia đình ha, hoặc là các bạn uống nước khá là nhiều trong ngày hôm nay nói chung mình thấy các bạn sẽ có được một cảm giác mãn nguyện thỏa mãn. Thấy có một vài bạn có thể là bạn sẽ xem thông điệp, xem tarot hoặc là các bạn có khả năng là đọc sách nghiên cứu tìm tòi phát triển kiến thức ở đây. Ai đó sẽ xin lời khuyên từ các bạn hoặc là bạn cho ai đó lời khuyên. ha Ngoài ra mình thấy trực giác của bạn rất là nâng cao, ha, cho nên hãy tin tưởng vào trực giác của mình. Ừ, một số bạn thì uh, mình thấy cái gì bạn cũng phải tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi bạn đưa ra quyết định để tránh có những cái sự hối hận ha à, một vài bạn có thể vào cuối ngày các bạn sẽ khá là buồn ngủ đó à, cho nên nếu bạn có thời gian hãy cho bản thân mình được nghỉ ngơi thư giãn à, phục hồi năng lượng tinh thần và ngoài ra thì mình thấy có thể là một số bạn có thể là bạn sẽ đi chùa hoặc đi nhà thờ hoặc có sự cầu nguyện với ơn trên rất là nhiều ha để bạn đạt được cái kết quả trọn vẹn nào đó thì mình thấy có thể là các bạn sẽ đạt được đó. Ừ. ở đây thì mình thấy có thể là một vài bạn các bạn sẽ gặp một cái người mang năng lượng nam và mang năng lượng nữ đây là những cái người cũng trưởng thành chững chạc rồi à, và họ có sự gọi là thông minh à, họ thông thái có thể họ sẽ cho bạn cái um, lời khuyên hữu ích hoặc là hướng dẫn con đường gì đó cho các bạn. Ừ. một số bạn ở đây có thể các bạn được lên chức lên một vị trí như đào tạo nhân lực ha kiểu vậy hoặc là có thể bạn khám phá ra được một ai đó họ đang có sự gọi là kết uh, nối tình cảm trong cái mối quan hệ tình yêu kiểu như vậy Nhưng ngày hôm nay mình thấy có thể là bạn cũng có sự thiền định dành thời gian để phục hồi năng lượng sức khỏe tinh thần À, hoặc là dành thời gian để suy nghĩ để cân bằng và mình thấy các bạn khá là stress, căng thẳng và nhiều áp lực thiếu ngủ à, cho nên là có thể buổi tối thì không ngủ được cho nên tới cái vào à, giữa trưa hay gì thì mình thấy các bạn rất là buồn ngủ rất là mỏi mệt nha à, cho nên cũng đừng có cố gắng gọi là gồng gánh quá nhiều hãy có sự gọi là buông xả và cho bản thân của mình được nghỉ ngơi đi ở đây mình thấy các bạn có thể tham khảo con số thiên thần 10, một ha Bởi vì nó có thể là có một cái ý nghĩa gì đó Hoặc là một cái sự hướng dẫn từ cái thiên thần dành cho các bạn Các bạn có thể lên Google sợ con số thiên thần này Một số bạn các bạn có những cái ký ức, những kỷ niệm quá khứ ù ừ về Hoặc là bạn sẽ xem lại những hình ảnh cũ ha Mình thấy là như vậy à, Một vài bạn có thể là bạn sẽ ngủ mơ thấy người thân đã khuất à, Hoặc là tưởng nhớ về người thân đã khuất ở đây Ở đây mình thấy có một vài bạn thì các bạn đang có những cái lo lắng gì đó. Thì cái tình hình đó nó sẽ được cải thiện với sự giúp đỡ của thiên thần Michael ha. Ở đây một cái lời nhắc nhở rằng không bao giờ là quá muộn để bạn có thể thu hút các thiên thần tham gia vào cái sự trợ giúp. Và các ngài sẽ giúp cho mọi thứ của bạn nó có sự cải thiện ngay lập tức. À, bao gồm mang đến cho bạn cái sự bình yên nội tâm, những cái ý tưởng mới và những cái hiểu biết sâu sắc hơn. Và thiên thần sẽ giúp cho bạn một cách khéo léo và bất ngờ. À, thế nên hãy cởi mở đón nhận những cái điều kỳ diệu dưới những cái hình thức đáng ngạc nhiên à, bạn hãy biết rằng bạn rất là mạnh mẽ bạn không phải là một nạn nhân à, đổ lỗi cho bản thân hoặc người khác thì nó không khiến cho mọi việc trở nên tốt hơn thay vì vậy bạn hãy tập trung vào giải pháp à, cho phép người khác giúp bạn và luôn cởi mở với các giải pháp thay thế à. và cầu xin cái thiên thần giúp cho bạn luôn tràn đầy niềm tin và bình an ha bạn có những điều gì thì cứ cầu nguyện cùng các ngài, các ngài sẽ hỗ trợ để có thể giúp cho bạn dỡ bỏ những cái áp lực, những cái lo lắng gì đó của các bạn. Và mọi thứ nó sẽ có sự gọi là xu chèn mắt mái hơn. Ừ. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tuần 1 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. hai xin chào các bạn tụ 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 để xem coi ngày thứ hai ngày 11 tây tháng 12 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào. Và đây nhận trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chia nhận những thông tin nào có liên kết với bạn ơi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 2. Ở đây mình thấy các bạn tụ 2 là những người Sống rất là tình cảm luôn ha Và có thể các bạn đang cố gắng cân bằng mọi thứ trong cuộc sống của mình Đặc biệt vấn đề tài chính Một số bạn thì có thể là bạn cũng là một người có rất là nhiều sự lựa chọn Và trong cuộc sống các bạn rất là quan tâm nhiều đến gia đình, cha mẹ, ông bà đó Một số bạn ở đây thì có thể các bạn là uh, Những người cha, người mẹ, các bạn cũng rất là quan tâm nhiều đến con cái Và mình thấy dường như các bạn đang có những cái uh, điều gì đó Có thể là bạn đang gọi là dọn dẹp nhà cửa ha, rũ bỏ những cái cũ à, hoặc là một số bạn thì có thể là các bạn sắp có những cái sự gọi là chuyển nhà, chuyển chỗ ở hoặc là một vài bạn chuyển công việc. Ừ. Hoặc ai đó trong cuộc sống của bạn họ sắp có những chuyến đi xa. À. Ở đây thì mình thấy các bạn có thể là đang ở trong cái trạng thái muốn ở một mình, có thể bạn đang bị vướng mắc nhiều thứ, đang bị mất phương hướng về tương lai phía trước, đang mong muốn có những chuyến đi hoặc là có sự gặp gỡ người thân nào đó nhưng mà không biết có cơ hội hay không. Ừ. Mà vài bạn có thể là bận rộn quá nhiều nó ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần thể chất của các bạn và mình thấy có thể là bạn đang bị thiếu nước các bạn nên uống nước nhiều ha. ngoài ra thì mình thấy các bạn cũng nên khuyến khích người thân các bạn nữa đó. Ừ. ở đây thì mình thấy có thể một số bạn các bạn đã um, trải qua một cái giai đoạn như là tổn thương về tình cảm và chưa có thể thoát ra được ha cái sự ám ảnh này tuy nhiên thì trong thời gian tới các bạn cũng sẽ rời đi ha, khỏi những cái điều tình huống gì đó mà nó không mang đến cho bạn hạnh phúc nữa và cân bằng là cái điều bạn cần trong thời điểm này và trong ngày thứ hai này một số bạn có thể là bạn sẽ à, đi đám cưới ha hoặc là một vài bạn các bạn có những cái niềm vui gì đó ngập tràn ở đây có thể có sự gọi là hội hợp với gia đình của mình ngồi nói chuyện vui vẻ hoặc là ăn uống với nhau một số bạn sẽ đi khá là nhiều buổi tiệc tiệc đám cưới tiệc sinh nhật vân vân hoặc là có những cái sự gọi là ăn mừng thắng lợi gì đó hoặc tham dự một cái hội nghị nào đó ừ. trong ngày hôm nay thì mình thấy có thể là một số bạn các bạn nên bảo vệ sức khỏe của mình và mình thấy sức khỏe của bạn cũng đang hồi phục tốt hoặc bạn có sự gọi là nâng cao của ý chí và tinh thần kiên vững của mình ha à có thể cũng có những cái người nói nó tới nó lui ha bạn ra bàn giàu ảnh hưởng đến tinh thần của các bạn hoặc là nói xấu phê bình gì đó thì mình thấy có thể là bạn có một cái sự phất lờ bạn không quan tâm ừ. à, vì bạn biết rằng ha à, cái gì mà gọi là quả thúi thì nó tự rụng thôi vậy cho nên là mình thấy các bạn tập trung hơn vào sức khỏe và công việc à, một số bạn sẽ tham gia những cái um, sự gọi là bàn bạc thảo luận hoặc là họp nhóm ở đây ừ. và mình thấy có thể là bạn sẽ có thể gọi là thể hiện được cái uh, tay nghề, uh, sự uh, kỹ năng khéo léo của mình trong công việc và cũng được mọi người khen ngợi hoặc là một vài bạn có thể là bạn có thể là chỗ tài uh, hội họa của mình nó kiểu vậy uhm, mình thấy ở đây thì có thể các bạn cũng nhận được những lời khen ngợi đó cho nên mình thấy các bạn sẽ tập trung vào những người yêu thích các bạn hơn à, còn những người không thích bạn thì mình thấy các bạn có sự gọi là im lặng và rời xa à, trong ngày hôm nay có thể một số bạn sẽ có sự tương tác với một trẻ em hoặc là có thể các bạn sẽ được ai đó mời uống nước hoặc là ngoài ra thì có thể một vài bạn các bạn có sự kết nối tình cảm ừ. bạn nào mới yêu nhau hoặc là có sự mới quen biết một ai đó thì cẩn thận coi chừng lừa tình lừa tiền ha à hãy xem xét cẩn thận trước khi bước vào một cái mối tình nào đó ừ. và mình thấy có thể một vài bạn các bạn cũng sẽ có sự kết hợp hoặc là nói chuyện ngọt ngào với người yêu tuy nhiên mình thấy có thể có một vài bạn các bạn có những cái lo lắng nghĩ ngợi trăn trở gì đó trong tình cảm à. có thể các bạn có những cái lo sợ có từ thứ ba trong chuyện tình cảm chẳng hạn hoặc là bạn sẽ xem được khá là nhiều tin tức liên quan đến tiểu tam <laughs> trong ngày này kiểu vậy Và mình thấy bạn nào mà có bạn bè thì mình thấy có thể là bạn sẽ có một sự gọi là thanh lọc bớt ha Có thể bạn sẽ nhìn nhận ra được một cái điều nào đó hoặc là một cái người bạn nào đó không tốt chẳng hạn ừ. Và trong ngày hôm nay có thể có những cái người nào đó đưa ra cho bạn những cái lời lọc Hoặc là những cái món quà khuyến mãi vân vân ha à, Kiểu như gọi điện, báo tin, bạn trúng thưởng hay gì đó Cẩn thận, coi chừng lừa đảo ừ. Bởi vì mình thấy có đối tượng lừa đảo, trộm cắp nè, cướp giật nè À, hoặc là nói xấu nè, xuất hiện cho nên là việc của bạn cứ bình tĩnh và có sự gọi là tỉnh táo vượt qua hoặc à, là bạn xem được khá nhiều tin tức liên quan đến vấn đề này ừ. những cái người lừa đảo hay gì đó lù gà hay gì đó thì bị uh, giam cầm chẳng hạn trong ngày hôm nay các bạn thể hiện được cái uh, lòng tự tôn hoặc là thể hiện được cái sự gọi là giỏi uh, giang của mình trong công việc ừ các bạn có sự tôn nghiêm của mình nâng cao cái giá trị của mình à. và cũng đừng có để bản thân của mình trở nên quá tự phụ ha khiêm tốn là cái điều bạn cần trong thời điểm này ừ. một số bạn các bạn có sự quyết tâm để hoàn thành xong một cái điều gì đó hoặc là ký à, hợp đồng chẳng hạn ừ tuy nhiên thì ký hợp đồng cẩn thận ha. đừng có vội vàng hoặc ai đó cứ gọi là thúc ép bạn ký hợp đồng hoặc làm cái gì đó theo ý họ thì các bạn họ càng thúc ép thì các bạn cần phải chậm lại tỉnh táo suy si xét để tránh gọi là bút xa gạch chết hoặc là tránh gọi đưa ra những hành động gây thất thoát cho bản thân nha bạn nào mà chạy đến cái đèn giao thông là đừng có gọi là dược đèn đỏ nha trong ngày hôm nay một vài bạn có thể bạn sẽ xem xét cái giá tiền giá vàng ha hoặc là một số bạn các bạn sẽ mua bán vàng gì đó trong ngày này. Ừ. ngoài ra thì một vài bạn thì có thể là các bạn có sự tiết kiệm tiền bạc hoặc là vàng bạc hoặc lấy mọi thứ ra đếm ha mình thấy là như vậy và có thể các bạn có sự gọi là uh, tương tác kết nối nói chuyện với một ai đó có thể là một cặp đôi lớn tuổi, ừ. có thể là ba mẹ ha hoặc là xem được những cái tin tức hoặc là những cái video phim uh, clip um, liên quan đến một cặp đôi lớn tuổi um, có sự hạnh phúc bên nhau, ha, mình thấy là như vậy. Một số bạn có thể các bạn cũng có được một cái nguồn tiền hoặc một cái sự uh, uh, dư giả đủ đầy gì đó thuận lợi gì đó trong cái vấn đề làm ăn hoặc là tài chính. Um, có một vài bạn thì có thể là các bạn sẽ đi gọi đầu hoặc là có thể um, uh, trời mưa ha có một vài bạn thôi ha ừ. hoặc là các bạn xem được rất là nhiều những cái tin tức liên quan đến đám cưới liên quan đến sinh nhật ừ, trên trang mạng rồi đó ở đây một cái tình huống mà bạn lo ngại nó sẽ được giải quyết một cách công bằng và hợp lý ha ừ. bạn và những người khác sẽ hài lòng với kết quả này và vũ trụ rất là khéo léo đã nghĩ ra một cái kế hoạch vượt quá sức tưởng tượng của con người ha bạn có thể không nhìn thấy được cái giải pháp vào lúc này nhưng mà bạn hãy tin rằng nó đã có sẵn và bạn đang được hướng dẫn để có thể bày tỏ những cái lo lắng hoặc là tức giận của mình cho các thiên thần đặc biệt thiên thần michael vì bạn không cần phải mang gánh nặng vô mình nữa ha bạn càng có thể buông bỏ và để cho vũ trụ phụ trách thì kết quả thuận lợi của bạn nó sẽ càng được thể hiện nhanh hơn uhm một số vấn đề pháp lý sẽ được giải quyết theo hướng có lợi cho các bạn và ngoài ra thì có thể một số bạn các bạn sẽ tìm được công việc mong muốn hoặc là um, nguồn tiền sẽ đến với các bạn ha. hoặc là một cái sự chữa lành một cái sự hàng gắn sẽ được uh, xảy ra um, nếu như có những cái mâu thuẫn gì đó ở đây rồi mình xin uh, kết thúc các bạn tụ hai ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha xin chào các bạn Hai xin chào các bạn tù 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tù 3 để xem coi. Ngày thứ 2 ngày 11 tới tháng 12 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào. Và đây nhận trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở. Và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 bạn tụ ba có thể các bạn đang trải qua một cái giai đoạn có những cái uh, sự cố sự kiện hoặc là có những cái điều gì đó bất ngờ đã diễn ra và nó đôi khi khiến cho bạn cảm thấy uh, khá là mỏi mệt ha có một số bạn hiện tại có thể là bạn đã có một cái sự bừng sáng tâm trí rồi các bạn không có còn mù mờ nữa mà các bạn đang tập trung hơn vào cái mục tiêu của bạn đó là kiếm tiền các bạn đã có sự rõ ràng hơn và có thể là một số bạn các bạn uh, đang nâng cao cái sự lạc quan và tích cực hướng về những gì mình mong muốn và dạo gần đây thì có thể bạn hơi mỏi mệt, buồn ngủ hoặc là các bạn cần thời gian nghỉ ngơi thì cứ thư giãn đi chứ đừng có gấp vội gì hết. Đây là khoảng thời gian giống như là gọi là lùi lại để phục hồi năng lượng, tái tạo lại mọi thứ mọi việc trong cuộc sống của bạn. Hãy cho bản thân của bạn cái không gian, cái thời gian để bạn có thể chuyển đổi năng lượng. Ở đây thì mình thấy một số bạn các bạn cũng nên đi đứng cẩn thận trong thời điểm này hoặc là nhắc uh, nhở người thân để tránh bị té nha và mình thấy mọi việc mọi chuyện á, các bạn nên một cái sự gọi là điềm tĩnh để suy si xét xem xét vấn đề chứ đừng có vội vàng hấp tấp thì rất là dễ hư chuyện nha à. đặc biệt là gọi là bung tiền ra thì cần phải có sự tỉnh táo à, có một cái sự tiết kiệm uh, tránh gọi là buông thùa trong việc mua sắm thì rất là dễ bị uh, hao tổn tài chính Dạo gần đây bạn thấy mọi việc nó cứ có một cái sự chậm trễ hoặc là nó không có diễn ra nhanh chóng ha Thì hãy xua theo dòng thôi Mình không có thể gọi là điều chỉnh hoặc kiểm soát cái gì đó Thì tốt nhất mình mình phải chấp nhận thượng theo tự nhiên ha Cái gì nó cũng có ý nghĩa riêng của nó hết Đôi khi vũ trụ muốn các bạn có thời gian để các bạn có sự nhìn lại mọi thứ và có một cái chế độ nghỉ ngơi hợp lý Bởi vì có thể các bạn đã rất là mỏi mệt trong một năm gần đây Các bạn đã làm việc rất là nhiều, đã cố gắng và có những biến cố gì đó thì đây là thời điểm các bạn lùi lại ừ. và tập trung lo cho bản thân mình hơn trong ngày hôm nay mình thấy có thể là một số bạn các bạn sẽ có một cái sự gọi là à, giữ chặt tiền bạc không có dám mua sắm nhiều ha hoặc là ở đây mình thấy có thể là bạn luôn cố gắng giữ cho mọi thứ một cách ổn định nhất và một số bạn có thể là các bạn sẽ đếm tiền ngắm vàng để các bạn đem đi cất giấu rồi đó rồi mình thấy sức khỏe của bạn cũng ổn định hơn một số bạn sẽ vui chơi với thú cưng hoặc là các bạn có sự gọi là kiên nhẫn kiên trì à, trong ngày hôm nay là mình thấy các bạn chú trọng vấn đề sức khỏe hoặc là vấn đề ăn uống gì đó một số bạn có thể có quan tâm đến gia đình cha mẹ đặc biệt là mẹ các bạn ha có sự kết nối nói chuyện với nhau hoặc là mẹ bạn nấu cái món ăn bạn yêu thích à. hoặc là một số bạn các bạn có con cái thì các bạn có sự chăm sóc nhiều hơn đến gia đình của mình đặc biệt là con cái thấy có một số bạn các bạn sẽ có sự trổ tài nấu nướng ha? hoặc là bạn có sự gọi là um, kỹ lưỡng hơn trong vấn đề vệ sinh thực phẩm mình thấy là như vậy và mình thấy các bạn được khuyến khích hãy điềm tĩnh nhẹ nhàng giải quyết những cái tình huống à, một số bạn có thể cũng có những cái sự tranh chấp đấu đá gì đó hoặc có thể là bạn xem được khá là nhiều drama những cái cuộc tranh cãi mâu thuẫn ở đây thì việc của các bạn hãy cho tâm trí của mình được thảnh thơi, được thư giãn ha Tránh xa những cái tiêu cực, những cái người nói xấu hoặc phê bình ha Tránh xa những nguồn năng lượng này Những cái gì xuất phát từ họ đó là cái nguồn năng lượng xấu Gây ảnh hưởng đến các bạn đó Cho nên các bạn cần phải biết gọi là xây hàng rào để bảo vệ năng lượng của mình ha ừ. Bất kể những gì mà người khác nói ra đó là của họ, không phải là của mình Vì của mình cũng phải suy xét lại bản thân Nếu mình không có thì tốt nhất là mình cũng không nên tranh chấp với họ làm gì cho nó mệt mỏi Ừ Tập trung vào việc của mình và gia đình của mình là đủ rồi ha, Bạn cũng không có nhiều thời gian để bạn có thể lo chuyện của người khác nữa Bởi vì mình thấy bạn còn rất là nhiều thời gian để nghỉ ngơi đó ừ. Hãy biết yêu quý bản thân của mình ha, Đừng có tốn phí thời gian với những người không đáng nha à, Trong ngày hôm nay thì mình thấy một số bạn sẽ có một cái nguồn tiền gì đó Đối với các bạn có thể tiền lương, tiền thưởng là nhuận đầu tư Hoặc là một vài bạn sẽ xem xét giá tiền, giá vàng Hoặc là có một cái sự mua bán vàng gì đó trong ngày hôm nay Và cuối ngày ha Uhm, và có giao dịch tiền bạc thì nên có sự cẩn trọng, kỹ lưỡng để tránh có sự tranh cãi, ồn ào. Một vài bạn thì mình thấy có thể có cuộc thi phỏng vấn thì có khả năng là các bạn với có sự bình tĩnh của các bạn và cái sự gọi là cố gắng thì có thể các bạn sẽ có được cái cơ hội. À. Và ngoài ra thì mình thấy ở uhm, một vài bạn các bạn nên gọi là khai triển hết cái tài năng của mình chứ đừng có giấu giếm. Uhm và kỹ lưỡng trong việc ăn nói giao tiếp ha mà số bạn ở đây thì có khả năng hơi nóng tính nên nên mà các bạn được khuyến khích mới có sự gọi là nhẹ nhàng thư giãn ha và giải tỏa mọi căng thẳng bằng cách im lặng hoặc là bình thường hóa mọi việc ha dĩ hòa di quý thì nó sẽ tốt hơn cho các bạn và tránh tranh cãi với người thân đặc biệt là cha mẹ các bạn nha một số bạn sẽ cấm hoa chưng hoa chưng bông gì đó hoặc là các bạn sẽ à, tưới hoa tưới vườn cây hoặc là các bạn sẽ có thể là sẽ uống nước khá là nhiều ừ, ngoài ra thì mình thấy có thể là các bạn cũng sẽ đi dạo ngoài thiên nhiên à, để nâng cao tần số của mình à, có những cái sự tranh cãi ở đây ha, rất là rõ ràng luôn có thể người khác tranh cãi hoặc có khả năng là bạn nóng tính hoặc là ai đó gọi là khiêu khích các bạn thì như mình nói đó chỉ ưu tiên những gì quan trọng và những người thật sự quan trọng thôi còn những người khác chỉ là cái giai phụ thì tốt nhất là mình cũng không cần phải ngó tới làm gì một ừ. số bạn như mình nói đó, liên quan đến vàng bạc liên quan đến tài chính ha hoặc các bạn có những cái kế hoạch tiết kiệm ừ. có thể là có sự đấu tranh tâm lý giữa bạn ha. giữa gọi là ham muốn của bạn và cái lý trí của bạn kiểu như là bạn rất là muốn mua nhiều thứ nhưng mà bạn có sự kìm hãm lại, ha, sợ không đủ tiền hoặc là sợ bị hao hụt, cho nên đấu tranh qua lại, cuối cùng các bạn sẽ tiết kiệm tiền, mình thấy là như vậy. Một số bạn ở đây thì có thể là các bạn ở trong phòng quá nhiều, cho nên bạn mới được khuyến khích là hãy ra ngoài đó. Hoặc là các bạn có những lo lắng gì đó thì um, các bạn được khuyến khích giải phóng cái nhà tù tinh thần của mình và thiên nhiên chính là cái địa điểm gọi là phù hợp nhất cho các bạn. Ha? Một số bạn ở đây các bạn sẽ xem được những tin tức mà liên quan đến uh, Cãi vã rồi rơi vòng lao lý Hoặc là tranh chấp tiền bạc gì đó ha à, Lừa gạt gì đó Rơi vòng lao lý Mình thấy là như vậy Có thể một ai đó Có thể năng là giật hụi hay gì đó <laughs> Lấy tiền của người khác Cưỡng tiền của người khác ha? Mình thấy là như vậy và như mình nhắc nãy giờ ai nói thì nói kệ bạn đừng có gọi là tham chiến bởi em thôi thì có khả năng sẽ có những cái sự gọi là ẩu đả gây ra rồi mình không có kiểm soát được nha rồi mình lại dính vào pháp luật nữa thôi mỏi mệt không cần quan tâm nữa và ngoài ra một số bạn có khả năng đọc được những tin tức khá là sớp dẻo hoặc là những cái uh, xì căng đan gì đó khiến cho bạn cũng cảm thấy hơi bị sốc ừ. ở đây một cái thông điệp dành cho các bạn đó là Thiên thần Michael biết rằng bạn đang cảm thấy không chắc chắn hoặc là bối rối Vì vậy người gửi cho bạn cái thông điệp để xác minh bạn rằng Bạn đang nghe người một cách chính xác Thông qua những suy nghĩ, những ý tưởng và cảm xúc của bạn Gần đây bạn cảm thấy muốn hành động Nhưng có thể bạn lại lo lắng hoặc là do dự Vì sợ đi sai hướng ừ, Thì ở đây một cái thông điệp xác nhận rằng Cái việc tiếp tục thực hiện những thay đổi đó là an toàn Ý tưởng mới của bạn là câu trả lời cho cái lời cầu nguyện của bạn Vì vậy bạn hãy hành động theo nó và những cảm xúc mà bạn nhận được đó là có giá trị nếu bạn không tin tưởng vào một người hoặc một cái tình huống nào đó ha, thì hãy chú ý đến cảm xúc đó à, có thể nó là đúng đó ừ. và bạn đang được dẫn dắt bởi sự hướng dẫn nội tâm ngay cả khi bạn không thể thấy nó đưa mình đến đâu nhưng mà hãy cứ làm theo nó ha ừ. còn những bạn nào mà kết nối với tình cảm thì cũng nên gọi là có một cái sự gọi là kiên nhẫn bình tĩnh trước khi mình gọi là hành động để tránh tranh cãi cãi vã, ha? tránh nghi ngờ rồi có một cái sự gọi là tiêu cực, rồi phán xét cả hai bên, à, cần phải có sự đặt mình vào vị trí đối phương hoặc là tìm hiểu rõ ràng, có bằng chứng, có nguyên nhân rõ ràng, rồi hãy có sự nói chuyện, chứ đừng có vội vàng kết tội thì rất là dễ tranh cãi với nhau. Ừ. thì chỉ có một số bạn mình thấy là như vậy thôi, nhắc nhở thôi chứ thực sự mình thấy trong ngày hôm nay của bạn cũng chỉ có việc gọi là bạn tránh xa những sự tranh cãi là mọi thứ sẽ ổn thỏa với cuộc sống các bạn. Ừ. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Xin chào các bạn.